Quý khán giả thân mến, trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, thì công việc diễn viên múa phong trào đang nở rộ giữa thị trường việc làm vô cùng đa dạng, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Để hiểu rõ hơn về những lợi ích mà công việc này mang lại, xin mời quý vị cùng theo chân Cúc Vy tìm hiểu một buổi tập luyện và nghe các diễn viên múa phong trào chia sẻ về công việc của mình. Nhiều khi các bạn tham gia các hội diễn trong trường cũng như các lớp tập văn nghệ thì vô tình là đưa các bạn đến cái nghề này, và mình thì cũng vậy, cũng vô tình là đưa mình đến cái nghề diễn viên múa phong trào. Thì từ khi mình tham gia các hoạt động múa này thì mình cảm thấy bản thân mình vui vẻ hơn, có nhiều bạn bè hơn. Thì mỗi lần thì mình sẽ được tiếp xúc với một bạn mới và cũng như là tiếp thu thêm nhiều bài học mới, cũng như là cái khả năng sáng tạo nghệ thuật của mỗi nơi, của mỗi tỉnh thì mình cũng đều có học hỏi được khi mà mình tham gia cái việc nghệ thuật múa này. Công việc này thì nó không có ảnh hưởng tới việc học tập của em, mà nó còn giúp bổ trợ thêm cho việc học tập của em nữa. Là nó vừa là nguồn trang trải chi phí thêm để cho em trang trải học phí với lại sinh hoạt phí của mình, mà nó còn làm cho em cảm thấy vui vẻ với lại giúp cho em rèn luyện trí nhớ để mà áp dụng vô việc học tập của mình. Cách sắp xếp thời gian của em thì em thấy là chỉ cần sắp xếp hợp lý là được, là em sẽ vẫn ưu tiên cho thời gian học trên trường. Có những cái khó khăn nhất định, ví dụ như các bạn chỉ là tham gia đội văn nghệ của các trường, sau đó cộng tác trở thành diễn viên múa phong trào, thì các kỹ năng về múa hoặc là những cái cơ bản trong động tác múa thì các bạn chưa nắm, thì cần phải được tập luyện lại rồi được bồi dưỡng lại. Và cái khó khăn thứ hai đó là về mặt thời gian, thì phần lớn trong các chương trình tập luyện thì phải phụ thuộc và sắp xếp thời gian theo thời gian của các bạn diễn viên, vì phần lớn là học sinh, sinh viên nên giờ giấc học tập của các bạn đôi khi ảnh hưởng đến hoạt động múa. Để trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp thì trước hết thì phải tham gia các lớp học trung cấp, cao đẳng và đại học về lĩnh vực múa ở các trường múa hoặc các trường văn hóa nghệ thuật. Sau đó thì tham gia vào công tác vào các đoàn ca múa nhạc hoặc là các nhà hát chuyên nghiệp. Thì qua quá trình tập luyện, trao dồi bồi dưỡng thì từ từ các bạn sẽ trở thành một những diễn viên múa chuyên nghiệp và có thể trở thành những biên đạo múa chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được tìm hiểu về công việc diễn viên múa phong trào và những lợi ích của công việc này đem lại, vừa được theo đuổi đam mê và vừa kiếm thêm thu nhập. Và các bạn trẻ ơi, nếu chúng ta có đam mê với múa thì hãy mạnh mẽ theo đuổi công việc này các bạn nhé.